Rồi mời sếp lên lầu. Nhà hàng chay Giác Ngộ. Đây quý vị cô bác anh chị nên đến quán này ăn chay để biết cảnh giới ngon của đồ chay như thế nào. Ở đây có rất nhiều món ngon nha, nhưng mà mình có thể yêu cầu được luôn là không ăn bột nêm bột ngọt, có thể yêu cầu được luôn. Tuyên thì không ăn bột nêm bột ngọt. Wow, nhà mình chọn một view quá là đẹp. Hôm nay là đi dỗ tổ Hùng Vương một ngày trọn vẹn, ăn, chơi, bơi lội và sống khỏe. Sáng là mình ăn sushi, rồi giờ chiều mình ăn chay. Coi như cái gì mình cũng ăn được đúng không bà? Mình hay quá.